Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố. Đồng thời vận động người dân có thân nhân là liệt sĩ hy sinh chưa xác định được thông tin, thân nhân có liệt sĩ chưa tìm được hài cốt cung cấp mẫu ADN để phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Việc thu nhận dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đảm bảo theo đúng diện thu nhận mẫu ADN, tuân thủ đúng đối tượng, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời cũng lưu ý đến các phương án thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp người cao tuổi, sức yếu. Công an thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, xác minh thông tin nhân thân gia đình liệt sĩ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh. Thời gian thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ diễn ra từ nay đến hết năm 2025.